Chào mừng quý vị đến với bài phân tích chứng tím xu hướng thị trường chứng khoán trong nước và phân tích cái xu hướng của chỉ số VN Index. Có thể trong từ giờ đến giữa tuần nó có một cái cú sụt giảm về cái vùng quanh ngưỡng 1.000 điểm. Thì tôi cho rằng cái vùng này 1.000 đến 966 thì tôi cho rằng cái vùng này là có một cái nhịp phục hồi. Thế vậy nếu như anh em nào muốn bắt thì hãy chờ đợi cái nhịp điều chỉnh về đến cái vùng quanh ngưỡng 1.000 điểm chỉ số. Đến vùng 966 đến 1.000 điểm thì chỗ này cho chúng ta cho có một cái cơ hội bắt bắt nhịp này này. Đấy anh em lưu ý đoạn này nhé. Thế vậy là tuần này thì đầu tuần nó có thể nó có một cú sụt giảm đấy. Đây này, chúng ta hãy chờ đợi, kiên nhẫn chờ đợi, chúng ta có một cái nhịp vào hàng nha anh em lưu ý nhé. Thế vậy là đây là cái bài phân tích theo cái trải nghiệm của cá nhân, chia sẻ góc độ, góc nhìn của cá nhân, không phải là lời hô hào gì cả. Cho nên là anh em dùng thì hãy thận trọng, quản trị vốn của mình cho nó chặt chẽ. Thế vậy anh chị em là nhà đầu tư chứng khoán trong nước thì hãy cập nhật liên tục bài phân tích của tôi. Hãy để lại bình luận những cái ý kiến của bạn. Những cái video sau tôi sẽ trả lời tất cả những cái câu hỏi cũng như là những cái điều bạn quan tâm. Rất là vui được chia sẻ cùng bạn.